Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 236, trò chuyện trong đêm. Chu thập cửu khẽ cười, quan lại trên chiều tiến cử ngữ vương gia với lý do ngũ vương gia chính trực nhất, nhất thể công bằng. Nói nghe như đúng rồi vậy, chẳng qua do thấy được cục diện chính trị hiện giờ là hoàng thượng có ý áp chế hoàng hậu nương nương, nâng đỡ ngũ vương gia thôi, bằng không người được lập làm trưởng tử hắn nên là nhị vương gia rồi, giao nhị vương gia cho hoàng hậu nương nương làm con thừa tử, nhân tiện chuẩn bị về sau tấn y làm thái tử luôn. Quan lại trên chiều có ai không biết hướng theo chiều gió đâu. Chu thập cửu nói tiếp, hoàng thượng thích ngũ ngũ vương gia là chuyện ai cũng biết. Ngũ Vương gia biết hiếu thảo từ nhỏ, học hành cũng chăm chỉ hơn các hoàng tử khác. Có một lần dịch cắm hoành hành trong cung, rất nhiều cung nhân ngã bệnh, hoàng thượng cũng bị mắc, vậy mà Ngũ hoàng tử vẫn như cũ ôm bệnh đi học. Hoàng thượng hay chuyện khen y biết chịu thương chịu khó, y bèn nói cả hoàng thượng cũng nhiễm bệnh, bệnh này của y đầu đáng làm lớn chuyện, khiến hoàng thượng thêm bận tâm. Lời này nếu do người lớn ra sẽ có ý khác, nhưng từ miệng một đứa trẻ sẽ khiến người ta cảm thấy đứa trẻ này cực kỳ hiểu chuyện ngũ vương gia cũng thông tuệ nhất bốn tuổi đã có thể đi theo các hoàng tử lớn tuổi hơn đọc sách học thức rõ ràng nổi trội hơn người những hoàng tử còn lại đều kém xa lúc ấy đại hoàng tử còn sống luôn ở trước mặt hoàng thượng khen ngợi ngũ vương gia lâm di nói đứa con đầu tiên bao giờ cũng được cha mẹ thương nhất đại hoàng tử là do đức phi nương nương hạ sinh mặc dù cũng không phải là trưởng tử, nhưng thân phận coi như tôn quý rồi, đại hoàng tử chết yểu, hoàng thượng nhất định rất đau lòng. Chu thập cừu mỉm cười, nếu như đại hoàng tử vẫn còn sống thì đã chẳng có cuộc tranh giành vị trí chữ quân này, hơn nữa đức phi nương nương rất có thể đã được thăng lên làm hoàng quý phi từ lâu. Còn dựa vào mẫu quý, mà ngược lại cũng có thể là mẫu nhờ tử quý. Ngũ vương gia và đại hoàng tử khá giống nhau, hoàng thượng rất có thể sẽ vì thế mà rời tình cảm dành cho đại hoàng tử sang ngũ vương gia nói theo cách đó thì bọn họ thua chắc rồi thảo nào từ lâu đã có rất nhiều công thần chú ý tới ngũ vương gia hiện giờ hoàng thượng giao việc vốn phải do mình làm cho ngũ vương gia tựa như đang nắm tay dạy ngữ vương gia về chính sự đây đối với ngũ vương gia là cơ hội trải nghiệm gian luyện còn đối với hoàng thượng thì là đang thử xem ngũ vương gia có thể thành thái tử thậm chí hoàng để tương lai hay không? Lâm Di cài hết nút áo, chỉnh đai lưng ngay ngắn cho Chu Thập Cửu, sau đó hai người cùng ra khỏi phòng xếp. Quất Hồng tới thưa, nước tắm đã được chuẩn bị xong rồi à? Lâm Di theo Chu Thập Cửu tới phòng tắm đằng sau, nước nóng hôi hổi, có thể hương liệu tự tay Lâm Di điều phối, trong phòng thoang thoảng mùi thảo dược và hương cam quýt. Chu Thập Cửu ngâm mình trong thùng, chỉ chốc lát sau tóc mai đã dịn ướt mồ hôi. Lâm Di lấy khăn cọ lưng cho Chu Thập Cửu, không biết có phải do hơi nước hay không mà mắt nàng long lanh ướt át hơn hẳn, xinh đẹp đến nỗi không nói nên lời. Chu Thập Cửu mím cười, thoải mái nằm yên mặc cho Lâm Di giày vò. Anh chàng này, hễ ở nhà là hệt như một vị thư sinh yếu ớt tay chói gà không chặt vậy. Lâm Di tỉ mỉ ngẫm lại lời Chu Thập Cửu nói khi nãy, trong sự kiện này, bất luận làm thế nào đều sai cả quận vương gia đã sớm biết được nên mới không đứng ra ngăn cản cho ta biện bạch cho chi phủ thiên tân cảm giác được tay lâm di thoáng dừng lại chu thập cừu ngừng cười nguyễn nguyên giận ư không có lâm di nhìn làn hơi nước bốc lên liên tục tỉnh cha ta là thế ông ấy dâng tấu nói đỡ cho chi phủ thiên tân chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi muốn cản cũng không được chưa kể hoàng thượng để cha vào khoa đạo vốn là muốn ông ấy nghĩ sao nói vậy mà đã vậy thì thà dấn thân vào vụ án này sớm hơn tạo cơ hội cho phe ngũ vương gia năng nổ hoạt động chu thập cừu đến thiên tân kiểm chứng tương đương với việc chấp nhận đứng mũi chịu xào nhưng đi một bận trở về kinh xong sẽ cắt hết mọi dính dáng với mình về sau mọi chuyện đều là vấn đề của ngũ vương gia thường quang văn chi phủ thiên tân chết cũng tốt mà sống cũng được đều là trách nhiệm mà ngũ vương gia phải xử lý nên biết rằng tuy thường quang văn không có danh tốt trong triều nhưng ở thiên tân ông ấy lại là một vị quan tốt một lòng vì dân giết thường quang văn sẽ chẳng khác nào cố ý bắt bè hoàng hậu nương nương không giết thường quang văn thì lại trông như muốn ra vẻ nhân nghĩa hiền lương mà coi thường quốc pháp và ngự sư chỉ cần ngũ vương gia tiếp nhận việc này cục diện sẽ được cải thiện bọn họ sẽ tìm được đường sống trong ngõ cắt lâm di lại thoáng dừng tay ta chỉ muốn hỏi quận vương ra một câu, chúng ta thuộc phe của hoàng hậu ư. Bất kể là phủ Quảng Bình Hầu hay trịnh gia hoặc lão khang quận vương, đều ít nhiều có quan hệ với nhà ngoại hoàng hậu nương nương. Trước đây họ bị nhà ngoại hoàng hậu liên lụy, ngoài mặt trông như là tay bay vạ gió, nhưng thật ra không cần uống ai cả. Hồi lâu sau chu thập cửu mới cười nói, ở trong mắt người khác hẳn là thế rồi. Cho dù bây giờ không phải thì lúc trước cũng là vậy một khi bị người khác nhận định là sẽ không còn khả năng thay đổi nữa trên chính trường luôn như thế không có chuyện yên ổn chỉ lo thân mình cuối cùng đều sẽ bị cuốn theo đại thế thôi ví như trịnh các lão thận trọng làm các lão mấy chục năm thể mà rốt cuộc vẫn bị nhị vương ra tiên tùy lâm di cẩn thận nghiền ngẫm không chờ chúng ta đứng vững tổ tiên đã chọn xong cho chúng ta rồi giống như cha không chịu khuất phục gia tộc đồng thị thì bị ép đối mặt với đại cục kiếp trước nàng đã trải qua cảnh bị gia tộc đông thị tính toán khắp nơi đời này nàng chọn về sau liệu có kết cục tốt hay không chu thập cửu vẫn nằm trong thùng chờ lâm di tiếp tục kỳ lưng cho mình thật lâu sau lâm di mới hoàn hồn nhoẻn miệng cười khẽ thiếp thân đã lo xong rồi quận vương gia còn chờ gì nữa vậy chính sự luôn rất phức tạp không dễ nói rõ ngay Chu thập cửu tắm rửa xong, Lâm Di sai quất hồng đổi nước, cũng ngâm mình một lúc, là nước ấm áp có thể xua tan mọi mệt mỏi và hàn khí. Bạch Thược đã ủ ấm chăn đệm sẵn, đang chuẩn bị đặt lò sửa tay lên giường thì Chu thập cửu lại bảo, không cần. Bạch Thược khẽ giật mình, định nói rằng mấy ngày nay quận Vương Phi đều dùng lò sửa tay, nàng đi theo quận Vương Phi một thời gian nên biết quận Vương Phi có tật hay bị lạnh chân. Nhưng quận Vương Gia đã nói vậy, Bạch Thược cũng không dám nhiều lời biện bạch, đành cầm lò sưởi tay lui ra. Nàng vừa ra đến gian ngoài, Quất Hồng liền hỏi ngay, sao tỷ tỷ lại mang lò sưởi ra? Ban đêm quận Vương Phi bị lạnh giật mình thì sao, sớm nào cũng phải đối lò sưởi mới nữa đấy. Bạch thược nhỏ giọng nói, quận Vương ra bảo cầm đi. Quất Hồng thấy khó hiểu, tỷ tỷ không nói là quận Vương Phi cần dùng ư. Còn cần phải nói sao? rõ ràng là mệnh lệnh của quận vương gia đấy. Hai nhà đầu đang nói chuyện thì cùng ma ma nghe được đi tới, cầm lấy cỏ sưởi nhét vào tay quất hồng, hoặc là người dùng. Hoặc cả đổ đi, chứ không cần mang vào phòng nữa. Dứt lời bà vẫn không nhịn được mà cười một tiếng. Bạch thược và quất hồng bị cười mà không hiểu. Cũng ma ma nói, rốt cuộc vẫn là tiểu nha đầu, không biết gì cả. chương 237, Tham Hoan Lâm Di uống trà nóng rồi mới vén chăn chui lên giường, dưới chân không có lò sưởi, nhưng chăn mền đều đã được ủ ấm. Chu Thập Cửu về rồi nên Quất Hồng không cần lo nàng bị lạnh, mỗi đêm phải đổi lò mới những hai lần. Chẳng lẽ trong lòng nàng, Chu Thập Cửu chính là một cái lò sưởi lớn sao? Nghĩ tới đây, Lâm Di khẽ cười co chân lại. Lâm Di vừa tắm xong, mặt ửng hồng như có thoa phấn bôi son không biết đang nghĩ cái gì mà cúi đầu hé miệng cười cười. Chu thập cửu kéo nàng ôm vào lòng, hai người lặng lặng năm, không nói gì cả, lắng nghe tiếng hít thở rõ ràng, đều đều của nhau. Bên ngoài trăng sáng như nước, bóng cây chập chờn tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình thanh thản. Lâm gì còn có một chuyện muốn hỏi Chu thập cửu, quận vương gia có biết thẩm quản sự bên người đại tổ không? sớm biết sẽ không thể đạt được nàng. Chu Thập Cửu nói thẳng luôn, biết. Lâm Di ngừng đầu lên, thầm quản sự là do quận vương ra. Giết đúng không, người của nàng nghe ngóng được, thầm quản sự chết đúng vào hôm Chu Thập Cửu lén trở về kinh. Chu Thập Cửu gật thẩm quản sự mặc đồ chất liệu tốt như vậy, quan phủ phát hiện sẽ không xử qua loa, chắc đầu, chính vào đêm chắn sẽ tốn công điều tra kỹ càng. Cứ thể tất cả đều sẽ biết hành động của chân thị, giải ta hồi kinh đó ta cho thoát nàng khỏi tình huống khó khăn. Người giết gã, hôm sau mới báo nha môn. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, sao quận vương gia không hỏi ta về chuyện của Cùng Nhị? Chu Thập Cửu cười nói, có chuyện gì của Nguyễn Nguyên mà ta không hiểu đâu, cần gì hỏi. Chu Thập Cửu muốn nói mình hoàn toàn tin tưởng nàng, Lâm Di hỏi tiếp, thế còn chuyện cho vay nặng lãi? Cả chuyện đại lão gia ở ngoài uống rượu bao kỹ nữ bị mất mặt nữa bởi vì vậy mà chu nguyễn cảnh mới ẩm ý với chân thì chu thập cửu vui vẻ cười vụ cho vay nặng lãi là do phùng tử anh sắp xếp ta cũng vừa vặn quen biết vài thiếu gia trong nhóm hay ăn nhậu với chu nguyễn cảnh cần nhắc tới tiểu lượng của chu thập cửu thì chuyện nhậu nhẹt bao kỹ nữ này đúng là không làm khó được anh chàng nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của lâm di chu thập cửu hơi trao mày song vẫn vô cùng thản nhiên nguyễn nguyên không nói thì ta cũng quên mình có tiếng là công tử ăn chơi chắc táng mà đã lâu chẳng làm chuyện không đàng hoàng rồi. Dứt lời chàng kéo tay Lâm Di đặt tên quần, Lâm Di đỏ bừng mặt, ngày mai phải bảo cha đổi tên tự của quận vương gia thôi. Lấy hai chữ nguyên trực thì đầu ngón tay hơi chai khiến nàng co rụt người. Chu thập cửu cúi đầu xuống, đôi mắt sáng người, ta có quen một người bạn, văn thao võ lược, tinh thông mọi thử, nhưng lại thả lên núi sống cuộc đời nhàn tàn. Tất cả mọi người đều nói, nguyên do là vì y cưới được một cô vợ xinh đẹp, ta từng đi khuyên y rằng nam giới phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chu thập cửu vừa nói vừa sờ lên khuôn ngực mềm mại của nàng, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve. Rõ ràng nét mặt chàng vẫn tao nhã điềm nhiên, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy được sự vui vẻ khó tả ẩn giấu trong nụ cười muốn thử kia. Y lại nói với ta, đừng coi thường lạc thủ đời người. Chu thập cửu nói khẽ bên tại lâm di. Không gì bì được với tuổi trẻ ân ái cả. Dứt lời chàng mạnh mẽ dùng chân tách hai chân Lâm Di ra. Lâm Di đỏ mặt, ngước lên nhìn Chu Thập Cửu, rồi cảm thấy bờ môi ấm áp, mềm mại, dịu dàng đùa giỡn, mơn trớn môi nàng. Nàng vừa hơi hé môi là đầu lưỡi đang tô viền môi nàng của đối phương lập xông vào, mang theo độ ẩm ngọt ngào không thuộc về nàng, nhẹ nhàng ma sát cuốn lấy lưỡi nàng, hô hấp dường như cũng vì vậy mà chậm đi chậm đến mức lồng ngực vì thiếu dưỡng khí mà hơi nhói lên thế rồi môi nàng được thả ra không khí tươi mát lập tức ùa vào mũi vào miệng tô rõ nhịp tim đang đập như trống xa nhau mấy ngày lâm di vô cùng ngượng ngùng còn chu thập cừu vẫn thản nhiên như cũ chỉ có hô hấp là hơi vội vàng hơn bình thường cúi đầu hôn dọc theo cổ lâm di lần xuống dưới không biết từ khi nào mày phục của hai người đều đã cởi sạch Chu thập cửu chậm rãi di chuyển hông, Lâm Di hơi cau mày, cảm giác đau chướng lan tràn. Chu thập cửu khẽ thở hắt một hơi, lặng lặng cúi đầu nhìn Lâm Di, một nụ cười nồng ấm phản chiếu trong mắt nàng, bây giờ ta mới biết. Mùi vị của tuổi trẻ ân ái. Cả thế nào, Chu thập cửu vắng nhà nhiều ngày, nên ban đêm giày vò nàng rất câu, sáng sớm khó khăn tắm Lâm Di mới mở được đôi mắt cay xè của mình ra em ngủ thêm một cát đi chu thập cửu đứng dậy trước dém tại góc chắn làm gì có chuyện ngày đầu chu thập cửu trở về mà nàng lại nằm lì trên giường chứ lâm di lấy quần áo mặc vào rồi ngồi dậy hầu hạ chu thập cửu ăn điểm tâm đưa chàng ra khỏi nhà rồi mới trở về nghỉ ngơi thêm một lúc nữa sáng sớm không khí vô cùng dễ chịu nhưng tới trưa mưa rào một trận lại nóng hầm hập ngay thường văn quang chi phủ thiên thần nói thẳng quốc gia thu thuế thân là một chuyện, nhưng hàng năm ở địa phương chỉ thu được 3 bốn vạn lương là cùng, không đủ một phần mười cho số phải nộp triều đình. Rất nhiều bách tính không đủ ăn, đủ mặc còn phải nộp thuế thân, trong khi đó hoàng thất và nhóm huân quý trắng trợn đòi thôn tỉnh đất đai, ngồi đợi kiếm lời lại nộp thuế cực kỳ ít. Có mấy tỉnh nợ tiền thuế cả trăm năm tới hơn trăm vạn nên quan lại nghe nói bị điều xuống mấy tỉnh nghèo đều run rẩy, mỗi năm đều nói phải sớm quyết toán hết nợ thuế với triều đình, nhưng chẳng ai có bản lĩnh trả hết nợ cả, chỉ có thể nhìn nợ chồng nợ tăng dần hàng năm. Không đóng nổi thuế thân nên chỉ có thể che giấu số nhân khẩu, hàng năm có bao nhiêu người chết đói rất khó biết, nên ruộng tốt vốn nhiều xong lại không có nhân lực gieo trồng, thành ra bị bỏ hoang. Lâm Di trở về phủ Quảng Bình hầu, Lâm Kiều cũng vừa hay đến thăm lão Thái thay nhánh cả, đang kể lại những gì mình nghe được, vị tri phủ Thiên Tân kia cũng can đảm thật, thẳng thừng kéo hộ bộ xuống nước với mình luôn. Ông ấy hỏi hộ bộ một năm có bao nhiêu hộ trốn thuế, thu thuế được bao nhiêu, thay vì hàng năm quan lại triều đình che che giấu giấu chuyện này, chẳng bằng tìm cách cải thiện tình hình thì hơn, tránh cảnh triều đại chu mang tiếng phồn thịnh mà năm nào cũng có cảnh người chết đói đầy đường phải bán con cái để mua thức ăn. Lời này của Thường Quang Văn chính là nhắm vào nhóm hoàng thất quý tộc nắm giữa đất đai. Bất kể Thường Quang Văn muốn giúp Hoàng hậu nương nương hay là thật sự thay mặt bách tính nói chuyện, Lâm Di có thể khẳng định lời này đã đánh trúng trọng điểm trong lòng Hoàng thượng. Đường Kim Hoàng thượng là minh quân, không phải Hoàng đế chuyên gạt mấy lời can dán ra ngoài lỗ tai. Lời của Thường Quang Văn chỉ ám chỉ quan địa phương không chịu nói thật thôi. Nếu bảo ông ấy ý là người nhà mẹ của hoàng hậu nương nương nên cả gan làm loạn thì. Ai cũng biết kẻ tham phú quý thường thích dựa dẫm hoàng thật quý tộc, chứ không phải đối đầu với thể lực nắm giữ quyền hành này. Cứ thể rất nhiều lời đồn bất lợi cho hoàng hậu nương nương đều tự tan giã. Lão thái thái nhành cả nhấp một hộp trà, muốn chỉnh sửa luật thuế thân nào dễ dàng như vậy, thường quang văn nói thế thì cũng đừng mong có tiền đồ tốt đẹp gì quan to hiền quý triều đại truy đều đắc tội hết rồi bà nhìn lâm di về sau sẽ không ai có thể lấy nhà ngoại của hoàng hậu nương nương ra nói nữa việc thường quang văn xảy ra chuyện và lúc này đã được tính toán sẵn từ trước rồi thật sự đã giúp đỡ hoàng hậu nương nương rất nhiều có một số chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài không cẩn thận là sẽ nhìn đỏ thành xanh ngay thường quang văn đối với hoàng hậu nương nương cũng như châu lang huyên đối với thái hậu nương nương vậy đều là hết mình vì lợi ích của gia tộc. Giờ tổ mẫu có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi, lầm gì đỡ lão thái thai nhánh cả tựa lưng vào gối. Vấn đề phiền toái hơn vẫn còn ở đằng sau, một khi bị quy về một phe thì sẽ lắm lúc thân bất do kỳ. Lão thái thai nhánh cả thở dài, bên quận vương gia thế nào? Liệu có bị liên lụy không? Chu thập cửu sẽ không để đám lửa này đốt tới mình, không đâu à? So với chu thập cửu, cha mới là người đứng mũi chịu xào, cũng may đô sát viện lục soát phù Quảng Bình Hầu cũng không tra ra được gì. Cuối cùng vẫn phải xem Hoàng hậu nương nương có thể thoát ra khỏi tấm lưới mà Thái hậu đã bố trí hay không. Lâm Kiều môi thêm lát nữa rồi cáo từ. Trái phải đã không còn ai khác, lão thái thái nhánh cả mới hỏi Lâm Di, cháu với tể nhị nãi nãi là thế nào vậy? Biết không gạt được tổ mẫu, Lâm Di bèn kể sơ qua mọi chuyện lão thay thay nhánh cả nói, thông minh lanh lợi như tề nhị nãi nãi sao lại làm một việc mốc như vậy chứ? Bà dùng một thoáng, hai đứa định cư xử thế nào? Lâm Di nói, có kẻ cố tình nhằm vào phủ khang quận vương và tề ra à? Sau khi thẩm quản sự chết, rất nhiều chuyện được phơi bày. Bây giờ chân thị không dám bước nửa bước ra khỏi cửa, tới mấy nhà mua bán thảo dược với cảng nhị đều vì trốn thuế thân mà không chịu thừa nhận. Quận vương ra dâng tấu trương, nói là qua chuyện hạ nhân trong nhà mua bán riêng kiếm tiền thêm mới có thể nghĩ ra không chừng vụ án ở Thiên Tân có liên quan tới việc trốn thuế thân. Nghe xong Thường Quang Văn mới thừa nhận rằng đã dùng toàn bộ 100.000 thạch lương thực để cứu trợ thiên tai. Ông ấy vốn định từ từ gom góp bù lại số mắt, không ngờ triều đình bỗng nhiên muốn tu sửa kho thóc vì mở lại buôn bán đường biển, cho nên mới bị lộ. Mắt lão thái thái nhánh cả sáng lên, Vợ chồng hai đứa cũng lành trí đấy mới nối được hai chuyện này với nhau như vậy. Lâm Di gật đầu, theo đó mà nói thì cháu còn phải cảm ơn mấy kẻ muốn hãm hại người của cháu kia đấy. Ngẫm lại nguyên do Lâm Di có thể thoát được ải này, Lão Thái thay nhánh cả chậm rãi hít sâu vào, vị trường tẩu kia của cháu sao rồi? Xem Thị còn mặt mũi tới phủ khang quận vương nữa không? Trần Thị trước giờ luôn làm chuyện ngoài dự liệu của người khác, Lâm Di đoán không ra nên không buồn đoán nữa. Nhưng nàng có thể khẳng định rằng, trong thời gian tới, tất cả yến hội lớn nhỏ bên ngoài, chân thị đều sẽ cao ốm không chịu lộ diện. Tôn thất doanh muốn bài trí đèn lồng trong vườn xong sớm, nên vừa ra khỏi phủ Quảng Bình hầu, Lâm Di bèn đi thẳng tới phủ Tín thân vương. Nhóm tưởng thị đều đã tới trước, đang chỉ huy bọn nha hoàn sắp xếp sơ bộ, chỉ còn chờ đúng ngày là bày ra thôi. Bọn hạ nhân bận biểu không ngơi tay mấy người lâm di với tưởng thị đứng cùng nhau cười bình luận tưởng thị nói sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống như tiến vào kho thóc ấy nhỉ cả nhóm đang nói cười thì tín thân vương phi được người dịu đi tới nhìn thấy mở đèn cổng hình dạng kỳ quái tin thân vương phi lấy khăn che miệng cười theo lệ hàng năm là phải tặng đèn cổng cho người trong cung năm nay ta không đi đâu mấy đứa chọn một người mang mấy kiểu mới tả vào cung cho hoàng hậu nương nương xem đi Mấy người tưởng thị tiền đồng loạt nhìn lãm di. Lâm di vội vàng thoái thác, đây đâu phải là ý tưởng của ta. chương 238, hiểu rõ. Tín thân vương phi cầm chặt lò sưởi tay chạm trổ hình hoa cỏ. Thân thiết cười nhìn lâm di, ai tới nói nghe xem là ý tưởng của người nào nào. Nhóm tưởng thị bèn cười, rốt cuộc vẫn là tưởng thị đứng ra nói, lạc, lúa mạch, đào với táo, xem khang quận vương phi muốn chọn cái nào tiến cung đây hay muốn hình thỏ ngọc đảo thuộc với hàng Nga dạo trăng. Tất cả đều khéo léo bỏ qua chủ đề chọn ai vào cung, thẳng thừng giúp Lâm Di chọn đèn lồng nào cầm đi luôn. Lâm Di nhìn tín thân Vương Phi. Tín thân Vương Phi che miệng cười, hiểm khi có dịp mọi người đồng lòng như vậy. Vậy để khang quận Vương Phi cầm sổ đèn này vào cung đi. Nói không chừng Hoàng hậu nương nương cảm thấy ý tưởng năm nay mới mẻ, sẽ có thưởng đấy. Lâm Di đành phải nhận lời ngoài trừ số đèn lồng kiểu dáng mới, mọi người lại chọn thêm một cái chiếc hình chữ thỏ, một chiếc hình hàng Nga một mình ngồi thuyền dạo trắng. Chọn đèn xong, mọi người tàn ra, tường thị lôi kéo tay Lâm Di đi sang một bên, lần này xem bọn họ còn dám thất lễ nữa không bình thường toàn tin cười chân thị, nói xấu mùi. Giờ sáng mặt ra rồi, xem ai là người, ai mới là quỷ. Tường thị vốn thắng tỉnh, ở trước mặt Lâm Di nói chuyện không kiêng kỵ đã nhiều lần mọi người tụ tập, tường thị đều chủ động bênh vực nàng. có rất ít người vừa gặp là sinh ra hào cảm ngay, mà phải sống chung một thời gian mới thân được. lâm di và châu lang huyên, hai tiểu thư tề gia, trịnh thất tiểu thư là hợp tính nhau ngay từ đầu, còn với tường thị là dần dần mà thân. tường thị rất cảm kích chu thập cửu giúp đỡ chu nguyên kỳ được vào hộ quân doanh, dường như thời thời khắc khắc đều nhớ tới phần ân tình này vậy. Bây giờ Lâm Di bỗng phát hiện đôi khi tiểu tiêu thị nói đúng rất nhiều chuyện. Tiểu tiêu thị với mấy phu nhân quen biết luôn chia rồi hợp, hợp rồi chia, cha thường trách bà không biết cách xử lý các loại quan hệ, hay cả tin. Nghe ông nói vậy, tiêu tiêu thị đáp lại ngày răng, đã là con người thì sẽ thay đổi. Nghĩ tới đây, Lâm Di tại nhìn tường thị cười, nguyên kỳ dạo này sao rồi? Tưởng thị hơi cau mày, quận vương gia tạm thời trao trả chức vụ, Tham tĩnh hiện tại của hộ quân doanh là một gã không nên tích sự gì, chỉ biết chơi rồi ra oai thôi. Nói tới đây nàng ấy tại cùng Lâm Di nhìn nhau rồi bật cười. song ta cũng có nghe Nguyên Kỳ kể một chuyện, tưởng thị cùng Lâm Di vừa đi vừa nói, trong bận sẵn trước, nghe nói chu Nguyễn Cảnh được Hoàng thượng khen ngợi. chu Nguyễn Cảnh săn được một đống gà rừng với thỏ rừng, ngày đêm đó tiền đưa tới tặng chu Lão Phu Nhân. Tưởng thị kể tiếp, Nguyên Kỳ nói, cũng chẳng phải thật sự khen ngợi gì đâu, chỉ cả Chu Nguyễn Cảnh nghe không hiểu mà thôi, muội chờ thêm hai ngày thì sẽ được tin ngay ấy mà. Lâm gì vẫn không hiểu. Tưởng thị cười nói, hoàng thượng hỏi Chu Nguyễn Cảnh săn được bao nhiêu con mồi, lại hỏi có phải gã và quận vương gia học vô cùng một sự phụ không. Chu Nguyễn Cảnh là tôn thất nhàn tản lên làm hộ vệ, có thể được hoàng thượng ghé mắt hỏi thăm như vậy, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Trước đây Chu Tập Cửu cũng qua một buổi săn bắn mà được Hoàng thượng thưởng thức, nhưng điều này không quan trọng, mấu chốt là Chu Nguyễn Cảnh rốt cuộc săn được bao nhiêu con mồi cơ, có đáng được Hoàng thượng tán thưởng hay không? Lâm Di cùng tưởng thị đi ra cửa thủy hoa, từng người lên xe ngựa, hạ nhân tín thân vương phù cầm đèn lồng đưa lên xe ngựa của Lâm Di. Lâm Di mở hộp sắp thơm tướng thị đưa mình ra, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp buồng xe, hộp đựng sáp băng sử trang trí hoa điều vô cùng tinh xảo lâm di tựa lưng vào vách xe muốn nhắm mắt nghỉ một lát quất hồng nhanh nhảu lấy chăn ra đắp cho lâm di quận vương phi ngủ một chốc đi hôm nay sáng sớm đã xuất hành người nhất định rất mệt lâm di khẽ gật đầu chớp mắt sau đã ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu sau nàng tỉnh lại chỉ biết là lúc mở mắt ra thì vành mắt cay xe phải chớp chớp mắt mấy cái nước mắt chảy ra mới thấy rõ hình ảnh đứng trước mặt nàng là Lâm Chính Thanh, Lâm Chính Thanh nổi danh tài đức lễ nghĩa, nào biết bên ngoài rát vàng nhưng bên trong thì thôi giữa. Nếu sớm biết vậy, nàng thả xuất ra chứ không gả vào Lâm ra. Tỉnh rồi, Lâm Chính Thanh cười mỉa mai, tân phòng cháy rồi mà cô vẫn bình an vô sự. Tân phòng bốc cháy, Lâm di run bắn, hỏa hoạn rõ ràng là do Lâm Chính Thanh châm ngòi, vậy mà hắn còn ở đây thả khói mù. Nhưng cô có biết, phụ thân cô phí hết tâm tâm muốn lật đổ thành quốc công nhưng bị thành quốc công phát hiện giờ đang chôn thân trong đại lao cầm chắc cái chết rồi trước tình hình như vậy có phải ta nên theo lời hai vị bá phụ của cô tìm cách tự vệ cưới một vị tiểu thư hiền lương thực đức khác của trần gia hay không hắn cúi đầu nhìn nàng cô cũng đừng oán ta làm người không vì mình thì trời chu đất diệt thôi Vị tỷ tỷ kia của cô cho người chờ ở ngoài cửa sổ muốn nghe thấy ta nói những lời ngon ngọt kia, ta mà không nói, làm sao nàng ấy toàn tâm toàn ý chịu gả cho ta chứ? Đêm động phòng hoa chúc của nàng lại có bí mật lớn như vậy, nàng may mắn biết bao khi chứng kiến từ đầu tới đuôi. Nếu đã vậy thì tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, cớ gì Lâm Chính Thanh lại đột nhiên đổi ý? Có đôi khi dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Lâm Chính Thanh dường như rất đắc ý, nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng, thành quốc công làm phản rồi. Lâm Di hé đôi môi khô khốc, hờ hững liếc nhìn Lâm Chính Thanh. Thì ra là tư hữu, thành quốc công mưu phản đúng lúc đã chứng minh cha nàng vô tội, đúng là. Sự đời khó ngờ, cử như vậy e rằng Lâm Chính Thanh và vị tiểu thư Trần Thị Hiền Lương thực đức kia của hắn phải chắc trở thêm vài lần nữa mới có thể về với nhau từ khi triều đại chu khai quốc tới nay kinh thành chưa bao giờ hỗn loạn như thế hoàng thượng đến nơi khác có việc ủy quyền cho nhị vương ra giám quốc thành quốc công chọn lúc này mưu phản lấy binh lực hiện giờ của kinh thành cửa cung chẳng mấy chốc sẽ thất thủ thôi lâm di lại nằm hồi lâu sau mới gượng đứng dậy được toàn bộ cửa chính đều đóng chặt hạ nhân tụ tập một chỗ nghe kể về tình hình hỗn loạn bên ngoài mà mặt biển sắc thỉnh thoảng bên ngoài lại vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ, khiến người bên trong đổ mồ hôi lạnh. Chẳng nghe được chút tin tức nào của Trần Gia, Lâm Di mặc áo vào, bảo quất hồng diều mình tới phòng Lâm Đại Thái Thái. Lâm Đại Thái Thái đang đứng dưới hiên sai bảo quản sự tập trung tất cả người trong nhà lại chấn thủ của phủ, nhìn thấy Lâm đi đi tới thì không vui nhíu mày, sao cô lại tới đây? Lâm Di tiến lên hành lễ, chờ mọi người lui ra hết mới nói ra suy nghĩ của mình có thể cho thị tỷ của tôi về trần gia nghe ngóng tin tức không tôi muốn biết mẫu thân bệnh thế nào rồi với phụ thân tôi đã ra khỏi ngục chưa lâm đại thái thái sầm mặt oán trách liếc lâm gì bên ngoài đang rối loạn hại nhân không dám ra ngoài để mua thức ăn nữa đó mà cô còn muốn ra ngoài thái thái bên thông gia cũng đâu phải bệnh nặng đến mức có hôm nay không có ngày mai chờ khi nào trong kinh ổn định lại rồi đi hỏi thăm cũng không muốn cô để ta bớt lo được không Đừng quậy thêm chuyện, trong nhà không có nhiều người cho cô giày vò như vậy đâu. Thật ra ngày ngày Lâm gia đều cho người ra ngoài nghe ngóng tình hình, làm gì không biết chút gì về chuyện ở Trần gia chứ, chỉ không muốn cho nàng biết mà thôi. Đúng như Lâm Chính Thanh nói, hiện giờ Lâm gia đang chờ xem cục diện chính trị, chỉ. chỉ khi nào nhà nàng có lợi với Lâm gia, nàng mới có thể sống sót với thân phận tận nãi nãi của nhà họ. Hai người mới nói tới đây thì chợt có mama chạy vào bảo không xong rồi đại lão gia phái người hỏi thăm được tin không phải là thành quốc công muốn làm phản mà là nhị vương gia và hoàng hậu nương nương ngụy trang muốn thay quần chủ của thành đã bị khóa chặt để ngăn hoàng thượng bên ngoài nhị vương gia còn điều người thắng tiến đến nơi hoàng thượng đang ở nữa lâm đại thái thái giật mình mềm người ngồi sụi trên ghế sao sao lại thế xe ngựa đột ngột dừng lại lâm di mở to mắt trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh nhìn quanh thùng xe chạm khắc cầu kỳ, chạm tới tấm rèm gấm hồng nhạt, và chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng dịu dịu hắt vào thùng xe. Nàng không ở lâm ra, lại là giấc mộng trước kia thôi. Quất hồng vội vàng đỡ lâm di, quay ra hỏi bà tử bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Bà tử đáp, không biết ở đâu ra con chó hoang chạy ngang, suýt nữa đã bị bánh xe cán rồi. Rồi bà hạ giọng hỏi, có làm quận Vương Phi giật mình không? Quất Hồng nhìn Lâm Di, Lâm Di khẽ lắc đầu. Quất Hồng nói vọng ra, "Cẩn thận một chút, bà tử kia như được đại xá, thở phào, cô nương yên tâm, phía trước là quận vương phủ rồi." Tiếng móng ngựa và bánh xe lăn lại vang lên, Quất Hồng cầm khăn lau mồ hôi cho Lâm Di, "Sao thế này, ra nhiều mồ hôi như vậy, lát nữa gặp gió sẽ bệnh mất." Lâm Di khẽ lắc đầu, trong xe có áo lông cừu, "Lấy cho ta mặc vào là được." Quất Hồng đề nghị để nô tỳ cho nhà bếp nhỏ chuẩn bị sẵn canh gừng, phòng hờ trước luôn tốt hơn. Giấc mộng vừa rồi khiến nàng lạnh toát cả người, sợ nó cứ kéo dài mãi không ngừng. Mặc dù đã là chuyện của kiếp trước, nhưng nàng vẫn thấy nó gần như ngay trước mắt. Tiến vào phủ khang quận vương, Lâm Di thay y phục rồi tới ngồi xuống trên kháng lớn gần cửa sổ. Quất Hồng bảo tiểu nha hoàn đi nấu canh gừng, bạch thược vội vàng theo hỏi, sao vậy? có phải do mặc phong phanh quá không? Quất hồng khẽ lắc đầu, vừa rồi quận Vương Phi chợp mắt một chút, phù xe đánh xe không êm nên làm quận Vương Phi giật mình tỉnh giấc, ra mồ hôi ướt người. Bạch thược nhíu mày, sao lại bất cần như vậy? Rồi nàng cùng quất hồng đi nấu canh gừng bung về. Lâm Di uống canh gừng xong, chậm rãi suy tư. Từ khi Lâm Di bắt đầu mộng thấy kiếp trước, vấn đề này cứ lặp đi lặp lại hiện giờ nàng đã có thể khẳng định rằng kiếp trước mình không phải bị thiêu chết, mà được hạ nhân lâm gia cứu ra. Giấc mộng vừa rồi chính là chuyện sau khi nàng tỉnh tải, kinh thành loạn lạc, nhị vương gia và hoàng hậu nương nương nguy trang biển cổ thành quốc công làm phản để thay quần chủ, nếu như giấc mộng này từng là sự thật. Đang nghĩ gì thế, trên đầu truyền đến tiếng của chu thập cửu, lâm di đặt chén canh gừng trong tay xuống, ngẩng đầu lên. Chu thập cửu đang nhìn nàng cười. Lâm Di đứng dậy giúp Chu Thập Cửu thay quần áo, cũng không có gì, chỉ nghĩ tung tung thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 239, ánh nến. Chu Thập Cửu nhìn bát cạnh gừng trên bàn rồi cầm tay Lâm Di, trời càng ngày càng lạnh, sau này ra ngoài nhớ về sớm một chút. Lâm Di kể lại chuyện ở phủ Tín Thân Vương, vốn sẽ không về muộn như vậy, do xế chiều còn phải đi một chuyến đến phủ Tín Thân Vương sắp tới trung thu rồi, phải chuẩn bị đèn lồng ở tôn thất doanh cho xong. À, tín thân vương phi bảo ta ngày mai tiến cung, cầm đèn lồng năm nay cho hoàng hậu nương nương xem. Tặng đèn lồng là chuyện lớn đầy, đèn lồng đẹp sẽ được giữ lại trong cung để trưng bày hôm cung yến trung thu đấy. Ta nghe nói hàng năm nữ quyền đều tranh nhau muốn tiến cung tặng đèn lồng. Chu thập cửu cười, không ngờ năm nay lại cho em tiến cung. Nghĩ tới số đèn lồng kia, Lâm Di khẽ cười, năm nay không ai chịu ra mặt cả. Chu thập cử nhìn nàng, Nguyễn Nguyên có ý tưởng gì rồi nào? Lâm Di kể về số đèn lồng bông lúa và đèn củ lạc. Đèn kiểu đó không chuẩn bị sẵn lời giải thích thì làm gì có ai chịu mang đi tặng chứ? Đâu cần ta phải tìm cách gì, chưa kể còn có vợ Nguyên Kỳ ở một bên giúp đỡ nữa. Nàng và tường thị kẻ sướng người hỏa, mọi chuyện cứ thể thuận lợi thành công. Quan trọng nhất chính là, Nàng không hề mưu tính trước với Tường thị, nhưng Tường thị lại có thể thuận theo ý nàng. Nói xong chuyện nhà, Lâm Di chuyển sang hỏi Chu Thập Cửu, "Hoàng thượng đã khôi phục chức tham lính của quận vương gia chưa?" Chu Thập Cửu lắc đầu, "Vẫn chưa." Theo lý thì hồi kinh bàn giao xong, chuyện này sẽ không còn liên quan gì tới Chu Thập Cửu nữa. Hoàng thượng chưa phục chức cho Chu Thập Cửu, chẳng lẽ trong lòng còn hoài nghi gì khác? Ai này xem ra không dễ qua như vậy. Chu Thập Cửu cài ngọc quan búi tóc, rồi cùng Lâm Di ngồi xuống giường nói chuyện. Vừa rồi khi chàng nhìn thấy Lâm Di, không biết nàng đang nghĩ gì mà ánh mắt căng thẳng hơn hẳn. Lâm Di uống thêm một hớp canh gừng nhỏ. Chu Thập Cửu hỏi, "Nói ta nghe xem vừa rồi em nghĩ lung tung gì thế?" Cũng không thể nói rằng nằm mơ thấy hoàng hậu nương nương và nhị vương gia mưu phản xoán vị được, Lâm Di chỉ ủy oải nói: Lúc từ phủ tín thân vương trở về có mơ thấy một giấc mộng không hay ho gì, nhớ lại vẫn thấy sợ. Chu thập cửu nghe vậy thì xoay người ra ngoài, chỉ chốc lát sau, quất hồng dẫn tiểu nha hoàn vào, cầm mấy ngọn nến đặt lên bàn, sau đó mấy tiểu nha hoàn lại lui ra, lúc trở lại lại cầm thêm mấy ngọn nữa. Chỉ lát sau trên bàn đã bầy kín nên không còn chỗ trống nào. Đến khi chu thập cửu gật đầu, quất hồng mới dẫn người lui xuống ngắm nhìn mặt bàn đầy nến, Lâm Di khó hiểu hỏi, quận vương gia muốn làm gì vậy? Nhìn kiểu này thì chắc là vơ vét hết đèn trong phủ tới đây cả rồi. Chu thập cửu cười nhìn Lâm Di, Nguyễn Nguyên chơi thắp nến không? Lúc còn bé mới thích nghịch lửa, chứ ai đời lớn thế này mà còn đốt nhiều nên trong phòng như vậy. Mắt Chu thập cửu sáng cấp cánh như ánh trăng bên ngoài, Nguyễn Nguyên cứ tới thử phương pháp của ta đi. Chu thập cửu cởi dao đánh lửa bằng hổ phách chạm trổ hoa văn dao long lâm di chưa bao giờ thấy chu thập cửu dùng vật này, nên cũng thấy tò mò, chẳng rõ dao đánh lửa cầu kỳ như vậy có dùng được hay không nữa. Chu thập cửu cười vòng tay qua eo lâm di, nhìn các món tay thanh tú xinh xắn của nàng dùng dao đánh lửa, từng tiếng đánh lửa trong trẻo vang lên. Một tia lửa lóe lên, thắp sáng ngọn nến trước mặt, trong mắt hai người như cũng vừa được giấy lên ngọn lửa nhỏ cứ thắp thêm một ngọn nến thì trong lòng cũng sẽ thấy sáng hơn một chút. Rồi tất cả bóng ma đen tối trong đáy lòng kia cũng sẽ bị ánh sáng này nuốt trọn. Lâm Di nghiêm túc thắp nến, từng cây nến một lần lượt sáng lên. Mấy chục ngọn nến khiến căn phòng trở nên sáng bừng. Ánh sáng tự tay mình mang đến, thật sự đã xua đuổi sạch sẽ nỗi sợ hãi trong lòng. Chu thập cửu ôm Lâm Di vào lòng, còn sợ không? Lâm Di lắc đầu, nhoẻn cười, không sợ nữa. Mấy chục ngọn nến ở trước mắt, có nhát gan tới đâu cũng sẽ thấy yên lòng. Hai người cứ thể ôm nhau, hồi lâu sau chu thập cửu mới củi người bồng lâm di đi vào buồng trong. Làm gì với số nến đó bây giờ? Lâm di nhỏ giọng hỏi. Chu thập cửu ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của lâm di, quất hồng sẽ vào thu dọn. Không biết người bên ngoài sẽ nghĩ gì nữa, hai người lớn tướng mà lại ở trong phòng nghịch lừa cũng may quất hồng là nha hoàn thân cận của nàng xưa nay không hỏi nhiều nằm xuống giường lâm di thản nhiên để chu thập cửu ôm vào lòng chóp mũi đều là mùi hương quen thuộc hòa với tiếng thở đều đều lâm di nhanh chóng thiếp đi một đêm không mộng không mị ngủ rất ngon sáng hôm sau chu thập cửu vẫn ở nhà vụ án ở thiên tân chưa tra xong cũng chưa được phục chức ở hộ quân doanh cứ thế chu thập cửu tạm thời thành người nhàn rỗi không cần lên chiều báo cáo cũng không tới nhà môn hai người ngủ thêm một lúc mới dậy sau khi rửa mặt xong hai người cùng ăn cháo lát sau có công nhân tới đưa thẻ bài tiến cung chu thập cửu cũng vừa hay muốn ra ngoài lâm di bèn giúp chàng thay quần áo trước có một chuyện quên hỏi quận vương ra chu thập cửu mim cười chờ nghe lâm di ngẩng đầu hỏi trong vụ săn thu năm ngoái quận vương ra săn được bao nhiêu con mồi vậy không tính thủ mẹ với thú con bắt sống thả đi thì chừng mười mấy con hươu, mười mấy con dê lông vàng. Hàng năm binh lính chỉ quây bãi săn khoảng mười dặm, năm ngoái cũng không gặp được con hổ, con báo nào? Vậy còn thỏ và gà rừng, trong mắt chu thập cửu bắt đầu lấp lánh ý cười. mấy loại đó không tính, chỉ có văn thận với mấy người chưa đi săn bao giờ mới tính mấy con đó vào để tránh bị mất mặt. Chứ nếu tính cả mấy con đó thì ai bắn cung giỏi một ngày sẽ bắt được hơn trăm con ấy. Sổ mồi Chu Nguyễn Cảnh bắt được đều là động vật nhỏ, chẳng trách sao Chu Nguyên Kỳ lại nói, mấy lời của Hoàng thượng không phải là khen ngợi Chu Nguyễn Cảnh. Chu Nguyễn Cảnh muốn làm quan to hưởng lộc hậu, nhưng xưa nay không chịu động não, chỉ muốn không làm mà hương. Hoàng thượng hỏi có phải gã và Chu thập cửu học cùng một sự phụ hay không? Y muốn nói là cùng sư phụ mà sao hai người cách biệt nhau quá xa. Đưa tiễn chu thập cửu xong, Lâm Di mới trở lại phòng mặc lễ phục. Cũng ma ma đi tới nhỏ giọng thưa, bên tôn thất doanh có tin, nói đại lão gia ẩm ý đòi hòa ly, kinh động đến cả nhà mẹ của đại thái thái, phía lão phu nhân cũng mới biết. Nếu chỉ phía hai vợ chồng chu Nguyễn Cảnh đòi hòa uy thì chi là lời buột miệng trong cúc cãi nhau thôi. Nhưng có trưởng bối tham dự tại là chuyện hoàn toàn khác. Chuyện chân thị lén lút ra ngoài cho vay nặng lãi đã ảnh hưởng đến đường làm quan của Chu Nguyễn Cảnh rồi, nói gì tới việc thị cố tình cho người bôi nhọ thanh danh nàng. Chương 240, trong sạch. Cùng mama nói, nghe nói là muốn hòa ly thật. Đại lão gia còn bắt đại thái thái lấy danh sách hồi môn ra kiểm kê. Đại thái thái không chịu nghe theo đại lão gia liền nói nể tình nghĩa vợ chồng trong mấy năm qua mới hòa ly, bằng không dựa vào lỗi của đại thái thái đã đủ gã viết thư bỏ vợ rồi. Không viết thư bỏ vợ mà lùi một bước hòa lị, đúng là chẳng giống lời nói nhảm nhất thời, rõ ràng đã qua suy nghĩ ti mi rồi. Nói cách khác, chỉ ít phía chu Nguyễn Cảnh thật sự muốn như vậy. Con trai, nếu cứ thể hòa ly thì toàn ca phải làm giờ phải xem phía chu lão phu nhân nghĩ sao chân com sao? Tiếp theo để xem chu lão phu nhẫn muốn chơi trò gì nữa. Lâm Di mặc lễ phục xong xuôi, để Bạch Thược đỡ lên xe ngựa. Xe ngựa chạy tới cửa cung thì ngừng lại, Lâm Di tiến lên trình thẻ bài, còn nói rõ chuyện tặng đèn lồng. Một lát sau có công nhân tới lấy đèn lồng, cùng Lâm Di đi tới cảnh nhân cung. Hoàng hậu nương nương mặc y phục gầm màu hồng thiêu hoa mẫu đơn đeo kiềng vàng chạm khắc cầu kỳ, đầu cái bông cúc vạn thọ, búi tóc đen nhánh được giữ bằng trầm hoa ngọc lan, mày dài đến tóc mai, ánh mắt đoan trang nhưng uy nghi, tựa như chuỗi ngọc được đánh bóng lâu ngày, sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, Lâm Di tiến lên hành lễ. Hoàng hậu cười bảo Lâm Di đứng dậy, để ta xem năm nay các ngươi chuẩn bị đèn lồng kiêu gì nào. Lâm Di cúi đầu, kính cẩn nói, hơi khác những năm qua à cũng không biết nương nương có thích không. Hoàng hậu nương nương cười nói, nếu đẹp thì ta sẽ giữ lại dùng trong cung yến, những năm nay đèn lồng cứ giống giống nhau, đến trung thu vẫn không tìm được kiểu nào độc đáo. Hàng năm nhiều lễ ngắm đèn, làm đèn cung đình đòi hỏi vừa xinh đẹp vừa mới lạ, thật sự không hề dễ dàng. Lâm Di bất giác nhớ tới lần Huệ phi đúng múa trong chiếc đèn cung đình cực lớn dạo trước. Huệ phi nương nương không từ giá nào để giành lấy sự chú ý của hoàng thượng còn hoàng hậu nương nương lại muốn giữ tự trọng, chỉ mong chờ hoàng thượng có thể nhớ tới tình cảm vợ chồng từ thuở trẻ. Lâm gì còn đang nghĩ ngợi thì công nhân đã mang đèn lồng lên. Nhìn thấy đèn lồng hình dạng củ lạc, bông lúa, quả đào và quả táo, hoàng hậu nương nương tươi cười đứng lên đi tới nhìn, sao ngươi lại nghĩ ra cách làm đèn kiểu này thế? Lâm gì đáp, nghe mọi người nói chuyện phiếm, lại đúng lúc bấy giờ là mùa thu hoạch, nên mới cảm thấy hay là làm đèn dựa theo hình dáng của mấy loại lương thực và trái cây à. Với trước giờ chưa có ai làm đèn lồng kiểu dáng này, mặc dù không đẹp lắm, nhưng đều là thử tất cả mọi người ngóng trông thu hoạch được hàng năm. Nàng thoáng dừng lại, chỉ là loại đèn mấy nàng dâu mới như thiếp thân làm chơi thôi, ngoài ra còn có đèn cúc vạn thọ kéo quân, tua du hai bên chính là bảo thạch với lưu ly đủ màu, rất đẹp, có cả đèn hằng Nga và thỏ ngọc nữa những loại đèn cung đình tinh xảo kia tuy đẹp đẽ nhưng trong cung không thiếu cho nên những hình dáng mộc mạc như củ lạc bông lúa trái lại càng xem càng thấy hút mắt hoàng hậu chọn đèn hình củ lạc bông lúa quả đào và quả táo giữ lại mấy cái này còn đèn thỏ ngọc thì trong cung rất nhiều không cần chọn đèn lồng xong hoàng hậu nương nương hỏi tới chuyện lâm di trồng thảo dược sao lại muốn trồng thảo được vậy Lâm Di bèn kể lại chuyện hạ nhân trong nhà mua bán thảo dược, qua chuyện đó Thiếp thân mới nhớ trồng thảo dược lợi hơn trồng nông phẩm nhiều, có mấy loại thảo dược có thể cộng sinh, dễ chăm bón hơn. Hoàng hậu nương nương cười nói, ta nghe nhân ngữ Thu nói về lợi ích của cây kim ngân xong, cũng chuẩn bị trồng mấy gốc bên ngoài cảnh nhân cung đấy. Vừa nói bà vừa tỉ mỉ quan sát Lâm Di, tất cả đều chỉ thích nuôi trồng hoa cỏ này nọ, ta nghe nói có không ít mệnh phụ mở cửa hàng son phấn hương liệu chỉ có người lại thích mấy thứ thảo dược mùi gây mũi này thôi. Lâm Di cầm khăn che miệng cười, thiếp thân cũng không tính là tinh thông được lý gì, chỉ học hiểu cơ bản thôi, ngay cả thăm mạch cũng chỉ biết sơ lược, chứ không biết kê đơn thuốc. Nhân tiên sinh cử nói thiếp thân chỉ giỏi học mấy thứ bảng môn tà đạo, còn may là con gái có thể gả cho người ta, chứ không nếu thật sự thành lang trung gia ngoài hành y, e là chỉ giỏi lừa gạt thôi bầu không khí trong phòng rất hòa hợp hoàng hậu cầm chén trà lên uống một hớp ngươi nói ngươi không biết thăm bệnh vậy mà lại nhìn ra được chứng bệnh của bản cung lâm di hơi ngẩng đầu có mấy lời như muốn nói nhưng không dám hoàng hậu mìm cười cứ nói đi đừng ngại bấy giờ lâm di mới khom người nói bệnh của nương nương là trầm cảm tích tụ mà ra khiến gan bị thiếu máu máu huyết ứ trệ nhiều năm tạo điều kiện cho hàn khí xâm nhập nên mới dẫn tới chúng tức ngực lưỡi sinh bợn trắng, cạnh tay cạnh chân, ngủ không mon giấc. Bệnh này chữa không dễ, còn phải xem nương nương có muốn chữa khỏi hay không, nếu dùng thuốc bữa được bữa không thì có trị cũng vô dụng. Tựa như cây kim ngân mặc dù đa năng và chịu rét giỏi, cũng không yêu cầu nhiều với đất và cường độ tưới tăm, sức sống cực cao nhưng chỉ khi ở trong hoàn cảnh khí hậu ôn hòa, đủ nước và đất đai màu mỡ, nó mới một năm trổ mọn hai lần thôi. Cây kim ngân có thể sinh trưởng tốt vậy mà cũng chỉ sống cầm chừng. Nói tới đây, nàng như lấy hết mọi dũng khí của mình, chờ sang năm cây kim ngân ở trước cảnh nhân cung sum xuê đâm chồi, bệnh của nương nương tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Khang quận vương phi so sánh bà với cây kim ngân là một cách nói khéo léo, ngụ ý có thể trị hết bệnh cho bà hay không. Thầy thuốc giỏi đương nhiên quan trọng, nhưng cũng phải xem bà có buông bỏ được tích tụ trong lòng hay không nữa hoàng hậu thoáng xuất thần. Lúc gặp hoàng hậu nương nương vào hôm yến tiệc, thiếp thân thấy khí sắc của nương nương hôm ấy đã khác với lần đầu tiên gặp, tốt hơn nhiều. Vì thể thiếp thân mới cảm thấy, có lẽ lần này bệnh của hoàng hậu có thể trị hết được. Mặc kệ Châu lang Huyên đã nói gì thì bệnh của hoàng hậu nương nương cũng có liên quan tới nàng, nàng chỉ cần thuận theo ý bà, nói ra sự thật thôi, vừa có thể giúp đỡ bà vừa lấy lại trong sạch cho mình luôn thiếp thân không giỏi gì khác nhưng vẫn học được ít nhiều ở nhân tiên sinh về khả năng quan sát hoàng hậu nhìn lâm di thật lâu sau mới nói khang quận vương phi biết không ít đâu nhỉ ta nghe nói đống sách thuốc ở chỗ hiến quận vương đều bị ngươi mượn về xem lâm di nghe vậy thì che miệng cười nương nương đừng cười thiếp thân chỉ đọc lung tung thôi rảnh rỗi lại chế thử vài phương thuốc làm ít được thiện ngẫm kỹ lại thì cũng hơi có lỗi với tàng thư các của hiện quận vương ra Hoàng hậu nghe Lâm Di nói xong, sắc mặt hơi đắm chiêu nhưng cũng không tỏ ra giận. Một lúc lâu sau mới hỏi, nghe nói nhân lão thái gia không được khỏe. Lâm Di gật đầu, chi e không thể trở về quê kịp. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Vẻ mặt hoàng hậu nương nương không đành lòng. Lâm Di ngồi một lúc nữa thì thuận theo lời hoàng hậu khom người cáo lui. Hoàng hậu thường cho nàng hai cuộn gấm tử xuyên, Lâm Di cùng cung nhân của cảnh nhân cung ra khỏi đại điện, lập tức thấy nhẹ nhõm cả người. Ở trong cảnh nhân cung, tuy chỉ đối mặt với một mình hoàng hậu nương nương, nhưng bên ngoài lại không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Lời nàng vừa nói sẽ được truyền tới từ ninh cung và dưỡng tâm điện, không thiếu chữ nào. Trong dưỡng tâm điện, hoàng đế đang tựa trên giường xem tấu trương, rất nhanh đã có công nhân ở cảnh nhân cung tới báo tin, nội thị vội vàng đưa vào trong điện. Cùng nhân thuật tại một lượt những gì Hoàng hậu Nương Nương và Khang Quận Vương Phi nói với nhau. Nghe được những lời Khang Quận Vương Phi nói về cây kim ngân, Hoàng đế rời mắt khỏi tấu trương. Trần Thị không che không giấu, thẳng thừng thuyết phục Hoàng hậu, lá gan quả thật không nhỏ, Hoàng hậu trả lời thế nào? Cùng nhân nọ vội vàng đáp, Hoàng hậu Nương Nương lái sang hỏi bệnh tình của nhân lão Thái Gia, Khang Quận Vương Phi nói e rằng nhân lão Thái Gia không thể hồi hương rồi sau đó hoàng hậu nương nương thường cho khang quận vương phi hai cuộn gấm tứ xuyên. Không có câu nào nói về chính sự, chỉ là vài chuyện phiếm giữa nữ giới với nhau, nói nhiều nhất vẫn là về bệnh của hoàng hậu và vài y lý đơn giản. Tin từ ngoài cung truyền vào cũng giống vậy, khang quận vương phi bận bịu đọc sách thuốc, quản lý chuyện nhà, không hề cho người ra ngoài hỏi thăm chính sự. Ông ở từ Ninh cùng nghe được tề nhị nãi nãi kể, khang quận vương phi từng bảo Giờ là thời cơ tốt chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu. Bây giờ ngẫm lại câu nói đó, thời cơ mà Khang Quận Vương phi Trần Thị nói là việc hoàng hậu đồng ý buông bỏ chấp niệm để chữa bệnh, chứ không phải là trợ giúp hoàng hậu khuếch trương quyền hành trong cung ngoài cung. Hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, nội thị bên cạnh tiến lên hầu hạ hoàng đế mang giày vào. Hoàng đế đứng dậy, bảo với nội thị đi cảnh nhân cung. Đoàn người của hoàng đế đến cảnh nhân cung hoàng hậu ra đón. Đế hậu dắt tay nhau vào nội điện, cung nhân cảnh nhân cung lập tức bày trái cây, dâng trà nóng lên. Hoàng đế tựa trên gối mềm, cau mày, không biết đang nghĩa gì. Hoàng hậu chỉ ngồi một bên bầu bạn. Thật lâu sau hoàng đế mới ngẩng đầu lên, so với thời niên thiếu hoàng hậu trầm tĩnh hơn nhiều. Mặc dù không hề già nua nhưng bên tóc mai lại phảng phất có dấu hiệu đã trải qua nhiều mệt mỏi gian nan. Hoàng đế cụp mắt nhìn xuống, gần đây trong cung có không ít lời đồn đại, nhưng hoàng hậu lại chưa bao giờ nhắc qua với trầm. Hoàng hậu mím cười, cho dù thân thiếp không nói, sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ biết được đâu là thật, đâu là giả thôi. Hoàng hậu giấu mình trong cảnh nhân cũng là bởi vì có khúc mắc trong lòng, vậy ông không có khúc mắc ư? Nhà ngoại hoàng hậu rốt cuộc có lộng quyền hay không, ông biết rõ hơn ai khác. Người thật sự muốn nắm chặt đại quyền chính là ông, nhà ngoại của hoàng hậu chỉ ở sau lưng ủng hộ ông thôi. Chuyện năm đó khiến ông phải cân nhắc chọn lựa phụ tá kỹ lưỡng lần nữa, nhưng ông không hề hối hận, không có bài học đau đớn đó, ông sẽ không biết giấu tài, để rồi về sau thuận lợi tự mình chấp chính. Hoàng thượng vẫn nhớ mãi không quên chuyện thủy quân Phúc Kiến trước kia, bằng không đã chẳng chọn Phúc Kiến xây dựng lại thủy quân những năm qua thần thiếp đã phụ lòng hoàng thượng rồi. Hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, hoàng thượng, thần thiếp không muốn dọn tới khôn ninh cung, càng không muốn nhận con thừa tự. Trung cung không có con chưa hẳn là chuyện xấu, như thế hoàng thượng có thể thoải mái tuyển chọn thái tử. Chưa kể, thân thiếp là hoàng hậu triều đại chu, có vị hoàng tử nào của hoàng thượng không phải là con trai của thần thiếp đâu. Hoàng đế khẽ xiết ngọc bài trong tay, Chấm chưa từng nghi ngờ hoàng hậu, trung cung không con không phải là cỗi của hoàng hậu, là chấm nợ hoàng hậu thôi. Vành mắt hoàng hậu dướng lệ, bà cười nhẹ, hoàng thượng đừng nói vậy, là do thần thiếp nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chỉ là không ngờ mới chớp mắt đã bỏ lỡ nhiều năm như thế. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.